Xin chào các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Vâng, và tôi là Kiên, chủ cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng. Trong thời gian vừa qua thì bên cửa hàng đã nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến các cái thắc mắc về phụ tùng xe đạp thể thao và các cái phụ kiện, các cái vành bánh đi kèm. Thì trong những cái thời gian trước thì kênh của chúng tôi đã có rất là nhiều cái video trả lời, tư vấn liên quan đến các cái vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa xe đạp thể thao và phân biệt đồ thật, đồ giả, đồ xịn hay là xe dựng, xe nhái hay gì rồi. Và trong thời gian gần đây thì tiếp tục lại có những cái câu hỏi mới được gửi về, và trong thời gian tới đây thì tôi sẽ làm những cái video để giải đáp thắc mắc cho các quý vị và các bạn. Và câu hỏi trong cái video ngày hôm nay mà mình muốn trả lời đó là: vành nguyên cặp là gì? Vành bạc đạn là gì? Vành cối lổ là gì? Thì tất cả những cái câu hỏi này nó đều liên quan đến một cái chiếc vành sản xuất nguyên cặp của công ty sản xuất, chứ không phải là vành tăng. Thế thì bây giờ chúng ta phân biệt vành tự tăng, tức hay là tự rút căm, tức là tự mua mayer và vành rời về và tự rút căm, hay là gọi là tăng đũa ở miền Bắc ấy, và vành nguyên cặp sản xuất nguyên một cặp bánh đốt trong hộp và về chỉ cần vào xăm lốp và ráp vào xe, thì nó khác nhau ở cái điểm gì? Thì trong video này mình sẽ trả lời, giải đáp thắc mắc và so sánh cho các bạn xem. Và vành cối lổ hay là vành cối thường hay là vành chạy bạc đạn, hay còn gọi là bi vòng. Bạc đạn là tiếng miền Nam, còn ở miền Bắc thì gọi là bi vòng hay là vòng bi đấy. Là gì, khác nhau ở cái gì? Và ưu điểm, tại sao nó đắt hơn? Tại sao vành cối lổ hay vành bạc đạn nó đắt hơn? Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho các quý vị. Như các quý vị biết thì các cái vành thông thường của chúng ta sẽ là gì? Sẽ là mayer, có thể là líp thả, có thể là líp vặn, và đũa lốc và vành bình thường. Thì đây chúng ta là cái vành mà chúng ta tự rút căm hay tự tăng đũa. Đấy, tức là chúng ta sẽ mua vành rời về và mua đũa rời về, nó thường là sẽ là đũa lốc hoặc là đũa sắt, thép. Nhưng mà đẹp thì là đũa lốc và mayer rời, và chúng ta sẽ rút căm. Thì cái xe này thì sẽ lắp trên những cái xe mà trung trung hoặc là thấp tiền. Đấy, sẽ được lắp những cái này. Ví dụ như con địa hình đây thì tại cửa hàng chúng tôi là bán với giá có 3,8 triệu thôi. Đấy, lắp mới toàn bộ là vành mayer Quando này, khá là nổi tiếng. Rồi là đũa thì đũa lốc, vành nhôm hai lớp, vành 26 địa hình, rất là cứng cáp. Và vành này thì khá là tốt. Nếu mà nói chất lượng thì nó cũng là rất là tốt rồi, so với tầm tiền có 3,8 triệu một chiếc xe mới tinh thôi, địa hình như này. Đấy, thì cũng khá là tốt rồi. Nhưng mà có một để mà nói cao cấp thì sẽ có những cái bộ vành nó cao cấp hơn. Đó là vành nguyên cặp. Đây là trong trên tay tôi đây bây giờ là một chiếc vành nguyên cặp. Vành nguyên cặp này của hãng Zanten sản xuất, của nhà máy sản xuất luôn, nguyên cặp luôn. Tại sao gọi là vành nguyên cặp thì nó khác nhau ở cái gì? Đây, ở bên phải của tôi đây là một chiếc vành tăng, và bên tay trái là một chiếc vành nguyên cặp. Các bạn để ý, vành nguyên cặp thì nó sẽ có tem vành, tem vành là Zanten và Mayer cùng một thương hiệu của một hãng. Đó là đặc điểm nhận biết thứ nhất. Thứ hai là cái đũa của nó sẽ là không phải là đũa lốc, thường là không phải đũa lốc mà sẽ là đũa thép. Đũa thép ở đây và đũa thưa. Thường là sẽ là đũa thưa, bởi vì vành nguyên cặp thì nó sẽ thưa đũa. Theo như kinh nghiệm của mình sẽ là thấy là thưa đũa. Ví dụ cái vành tăng đây thì nó sẽ thường là 32 và hoặc là 36 cây đũa. Ở miền Nam gọi là cây căm. Còn vành nguyên cặp đây nó chỉ từ vào khoảng 24-28 cây đũa thôi.
Thế nhưng mà nếu như tại sao mà mình không mua Mayer mới mua vành về mình tăng? Thì mình xin trả lời là cái đũa này không phải là đũa thường. Nó khác cái đũa lốc mà mình mua ở ngoài này một điểm là cái đũa mà của vành nguyên cặp này, nó chịu độ lén, tức là độ chịu độ độ căng rất là tốt. Tại sao mà nhà máy người ta thiết kế được cùng một cái vành độ chịu lực như nhau mà lại giảm được đũa? Thì cái độ cứng và cái độ chịu kéo, tức là chịu đạn hồi của cái đũa này nó tốt hơn rất là nhiều so với cái đũa lốc bình thường. Cho nên là cái vành nguyên cặp này nó rất ít đũa nhưng mà nó vẫn đảm bảo độ chắc. Và khi mà người ta cấu thành một cái đũa như thế này, đây cũng là một chiếc vành nguyên cặp của hãng Zanten. Các bạn có thể thấy đũa nó còn dẹt và nó rất ít đũa nhưng mà vẫn đảm bảo độ cứng chắc và cũng cối lổ luôn. Thì mình sẽ đi từng bước một. Vành nguyên cặp là gì đã? Vành nguyên cặp là vành và Mayer đều cùng phải có một chữ, một cùng một hãng. Thứ hai là ít đũa, và đũa phải là đũa đặc biệt chứ không phải là đũa mua rời. Bởi vì nếu đũa mua rời thì đòi hỏi chúng ta phải tăng nhiều đũa nó mới đảm bảo độ chắc. Còn vành nguyên cặp là nó ít đũa nhưng nó vẫn đảm bảo độ chắc, bởi vì cái chiếc đũa này được rèn thép chịu lực qua một quá trình công nghệ rất là cao và được kiểm tra gắt gao ở một cái độ chịu giãn, chịu kéo là bao nhiêu cân thì đứt. Tóm lại, công ty đã tính toán rất là kỹ rồi. Mới sản xuất được một cái vành nó ít đũa như này mà nó chịu lực tốt, công nghệ rất là cao. Thì đó là sự khác nhau. Đây trong ví dụ đây là hai chiếc vành này là vành nguyên cặp, còn chiếc vành đằng sau là vành tự tăng bằng đũa thép đen. Tiếp theo chúng ta đã đi qua là thế nào là vành nguyên cặp. Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là cái vành cối lổ là gì. Như tay tôi đang cầm đây là một chiếc vành cối lổ. Cối ở đây là một cái danh từ chỉ cái phần mà quay khớp một chiều đây. Đạp tới thì nó đi, mà đạp ngược lại thì nó quay trơn đây, thì gọi là cối. Cối líp thả. Đây, cái bộ phận này gọi là cối. Và cối lổ thì nó khi quay nó sẽ tạo một cái tiếng kêu rất là to. Nó kêu như ve sầu ấy. Thì đấy gọi là vành cối lổ. Đây là cặp vành này, đây là vành này. Đây chúng ta nghe đến vành này. Hai cái vành này là đều là vành cối lổ. Hai vành này đều là vành cối lổ. Đó là cối lổ, tức là vành nó quay nó sẽ kêu to, cối nó kêu rất to. Còn đây là vành cối thường. Nghe bé luôn. Đấy, đây là vành cối thường, cối quan đô rất bình thường thôi, không nổ. Rất là bé, không nổ. Thế thì vành cối lổ nó tốt hơn gì? Tại sao nó đắt hơn? Và nó hay hơn cái cối thường ở cái gì? Thì đầu tiên cảm quan của chúng ta, cái về cái tai của chúng ta khi mà chúng ta thả trớn, tức là đạp thả buông trôi không đạp, thì đương nhiên là nghe cái tiếng ta tanh tách này nó sẽ vui tai hơn rồi. Đầu tiên là về cảm quan thì sẽ đạp cái cối lổ này nó thích hơn, vì nó cảm quan nó nghe vui tai hơn. Cái thứ hai là ở trong cối thì nó sẽ có những cái cá một chiều, và cối không lổ thì nó sẽ ít cá hơn cối lổ. Chúng ta sẽ đi đến cái hình ảnh ở trong mình lấy trên mạng internet đây. Chúng ta nhìn có thể thấy là đây là cái cối khi mà tháo rời ra. Thì đây là hình ảnh của một cái cối lổ đã được tháo rời của hãng Zanten, như cái hãng mà lấy tôi đang quay cho quý vị xem đấy. Thì đây chúng ta có thể thấy là đây chúng ta sẽ gồm 4 cá. Và cá này là gồm những 3 răng một cá. Còn ở trong những cái cối thường mà không lổ thì nó chỉ có 2 cá, và cá chỉ có 1 răng. Đấy, đã 2 cá rồi, chỉ có 2 cá thôi mà cá chỉ có 1 răng. Còn ở những cái vành cối lổ thì rõ là 4 cá, 1, 2, 3, 4. Và cối nó có 2, à mỗi một và cá, mỗi một cá líp, tức là một cái khớp một chiều ấy, thì nó chỉ có 3 răng thôi. Đây, ở bên trên đây chúng ta thấy là đây là cái vành cối thường, là chỉ có cá nó chỉ có 1 răng, nên là nó không thể kêu to được. Đấy, còn ở đây là cá của nó có 4, 3 răng liền.
Như vậy khi mà chúng ta quay thả trớn thì nó sẽ chạm vào cái phần bậc thang của cái cối, tức là cái cá líp đấy, thì nó sẽ đập vào nhau và nó kêu rất to. Thứ nhất, âm thanh nghe vui tai. Thứ hai, cá líp mà nó nhiều răng như này hoặc là nó nhiều cá như này thì nó sẽ giúp cho cái quá trình đạp của chúng ta được lâu hơn và sẽ không bị hiện tượng là bị trượt líp, không rất là lâu bị trượt líp, tức là cái vành cối lổ thì rất bị lâu bị trượt líp hơn là vành cối thường. Cối thường thì nó sẽ im và nó sẽ trong thời gian sử dụng mà cái cá này nó bị mòn đi một cá là nó sẽ dễ bị đạp, bị trượt và cái xe nó không chuyển động được, nơi đạp nó cứ quay trơn, nó không đi được. Còn khi mà vành cối lổ này thì sẽ giúp cho chiếc xe đạp không ít bị trượt hơn và cái thời gian bị trượt nó sẽ lâu hơn và nó sẽ bền hơn, tốt hơn. Và thứ hai là cái âm thanh kêu nó rất là nghe nó vui tai hơn. Đây, chúng ta đi đến cái ảnh khác đây. Đây là phần chụp từ trên xuống. Vành của hãng Zanten Zui hoặc là Zui Tu. Cối sẽ là 3 răng và là bốn líp. Cái cá líp sẽ là 4 cá líp. Và mỗi một cá líp sẽ gồm 3 răng. Đấy, như vậy là khi mà chúng ta quay thì tất cả những cái cá líp này nó sẽ đập vào và nó sẽ tạo cái tiếng kêu to hơn. Và ưu điểm đấy là biểu hiện của nó là như vậy, là cối lổ, và ưu điểm của nó sẽ là giúp cho cái cối này sẽ lâu bị trượt hơn. Bởi vì nó sẽ cái líp nó sẽ nhiều răng hơn và nó nhiều líp cá líp hơn, nó bám tốt hơn, sẽ lâu bị trượt hơn là cái cối im, tức là cái cối mà quay không kêu, cối thường. Đó, đây là bên trong của cái cối lổ. Sự khác nhau giữa cối thường và cối lổ. Nhiều cá líp hơn, đây chỉ có 3 cá, đây là 4 cá và cá nhiều răng hơn. Đây cá thường thì có 1 răng thôi, đây cá cối lổ thì 3 răng. Đó là sự khác nhau và độ bền tốt hơn. Đấy, như vậy cối lổ thì sẽ bền hơn là cối thường. Chúng ta quay lại lần nữa, đây cối thường này. Cối thường thì cá sẽ ít răng và ít cá hơn nên là quay không kêu. Cũng khá tốt, nhưng mà để mà cao cấp nhất, hoành tráng nhất thì sẽ là cối lổ. Đây. Thứ nhất, nghe âm thanh rất sướng tai khi mà thả trớn hay là khi mà không đạp, thả chạy đà. Nghe rất sướng. Thứ hai là cái thời gian mà cối bị hỏng thì sẽ lâu hơn bởi vì cá líp ở đây sẽ là nhiều cá hơn và nhiều răng cá líp hơn, không bị trượt. Ok, chúng ta đã đi đến vấn đề thứ hai, và vấn đề thứ ba là vành bạc đạn và vành thường thì khác nhau ở cái gì. Thì một số quý khách thắc mắc là vành bạc đạn là cái gì. Bạc đạn đó là tiếng gọi của miền Nam. Bạc đạn có nghĩa là bi vòng. Đấy, bạc đạn là ví dụ là đùm bạc đạn là đùm bi vòng đây. Còn đùm Mayer Lào thì cũng chạy bằng bi, nhưng mà nó chỉ khác nhau là Mayer đời mới, Mayer cao cấp thì nó chạy bằng bi vòng. Bi vòng. Còn Mayer đời cũ nó cũng chạy bằng bi, nhưng mà nó là bi hạt. Nói đúng ra là như thế, nói chính xác là như thế. Tức là nó gồm những cái viên bi rất là nhỏ như cái xe đạp thời xưa ấy, xếp vào đây và được cố định chặt bởi cái côn nồi bi này. Côn nồi siết chặt vào thì bi sẽ chặt, mà siết lỏng ra thì bi sẽ bị dơ. Đấy gọi là bi côn nồi. Đấy là vành bình thường. Còn vành bi vòng, hay còn gọi tiếng miền Nam gọi là bạc đạn, thì là ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta bỏ ra thì đây sẽ được ép cả một cái vòng bi. Ép cả một cái vòng bi nguyên một vòng vào đây luôn. Và không có côn nồi, tức là cái Mayer này không cần đòi hỏi phải bảo dưỡng. Và độ chính xác rất là cao. Để mà so độ chính xác giữa cái vành bi vòng này và cái vành bi hạt thì cái vành bi vòng nó chính xác cao hơn và độ trơn của nó cũng cao hơn, bởi vì cái khoảng cách khe hở của bi là được nhà máy sản xuất chính xác rồi, chứ không phải là căn theo tay là lới ra hoặc là vặn vào như cái bi hạt truyền thống nữa. Cho nên là cái độ chính xác cao hơn và cái độ bon nó cũng cao hơn. Độ bon của cái vành bi vòng này đây, như các bạn thấy, mình quay rất là nhẹ thôi, mình đang một tay giữ camera nên là không thể hai tay được. Một tay rất là nhẹ, mình gảy rất là nhẹ thôi. Vành quay hầu như không dừng. Vành quay gần như là hầu như không dừng mà lực rất là nhẹ. Đó, độ bon của nó tốt hơn nhiều so với bi hạt. Đó là bi vòng. Thì cách nhận biết các bạn thấy, nhìn thấy là
Cái lắp tre ở đây nó là sẽ bằng nhôm. Thường là những cái vành vành bi vòng ấy, vành bi vòng hay là còn gọi là vòng vành bạc đạn đấy, thì lắp tre nó sẽ bằng nhôm và nó không cần chắn bù chắn cao su ở đây. Còn những cái vành mà bi hạt ấy thì sẽ nó sẽ có cái chắn cao su ở đây, bởi vì nó có phải có cô nồi. Đây là cô nồi này, đây là cái ốc hãm cô nồi này, và bên trong là sẽ có cô nồi nên nó phải có cao su ở đây chắn bụi vào. Còn ở vành bi bạc đạn, bi vòng thì không cần, chỉ cần có miếng nhôm ở đây chắn là được rồi. Chúng ta có thể nhìn đấy, chúng ta không thấy cái ốc to để mà hãm cô nồi ở đây nữa. Đấy, ưu điểm của cái vành bạc đạn này hay là vành bi vòng này thì nó sẽ trơn hơn và nó chính xác hơn cái vành bi hạt. Độ đà trơn quay của nó thì sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể thấy đây, ở đây là trong đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây là một cái vòng bi hoàn toàn nguyên chiếc và được ép vào đây. Thì cái độ chính xác của bi vòng này ở nhà máy sản xuất là cực kỳ chính xác rồi, chứ không như những cái Meyer đời trước thì là dùng Meyer bi hạt thì phải chỉnh bằng côn nồi. Đây chúng ta có thể thấy ở đây có một vòng bi, ở đây một vòng bi và ở đây một vòng bi nữa. Ở đây một vòng bi, ở đây một vòng bi và ở đây một vòng bi. Thế đó là Meyer sau, còn Meyer trước chỉ có hai vòng bi, đây một bên cái một cái. Thì cái công nghệ này chúng ta là một cái công nghệ mới xuất hiện ở đây vài năm gần đây ở trên xe đạp. Còn ở trên xe máy thì đã có từ rất là lâu đời. Tất cả các xe máy bây giờ thì không chạy, không có cái xe nào mà chạy côn nồi mà phải xiết xiết chỉnh bằng tay hết. Mà khi mà bánh xe máy mà bị tiến hành dơ là người ta chỉ có thay bi thôi. Thì xe đạp bây giờ người ta cũng làm một cái công nghệ giống xe máy như vậy. Tức là vành bạc đạn hay là vành bi vòng sẽ là Meyer chạy bằng vòng bi riêng biệt, chứ không phải là vành côn nồi xiết bằng tay kiểu truyền thống như là xe thời bao cấp nữa. Đấy, trong này chúng ta có thể nhìn thấy một cái vòng bi. Ở đây cũng có một cái vòng bi. Vòng bi. Như vậy đó là sự khác biệt giữa vành bi vòng hay còn gọi là vành bạc đạn với vành bi hạt điều chỉnh bằng côn lồi của xe thời xưa. Một số xe, và ở đây thì mình cũng nói thêm là tất cả các xe Nhật bãi, hầu như tất cả các xe Nhật bãi thì đều chạy, xin chia buồn với các quý vị và các bạn, là đều chạy bi hạt và côn nồi. Thì ở đây chúng tôi đang có một cái dòng sản phẩm, đó là xe lắp đáp nắp ráp từ theo yêu cầu của khách hàng, là lắp từ vành nguyên cặp chạy bi vòng bạc đạn và được nhập về tất cả phụ tùng chính hãng và được lắp ráp mới bằng bạc đạn luôn. Thì quý vị có thể tham khảo, thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số Zalo 0975709943. Và trong video vừa rồi cũng khá dài rồi, thì mình đã phân biệt với, giúp cho các quý vị phân biệt được là vành nguyên cặp là như thế nào so với vành tự tăng. Cối lổ khác cối thường ở điểm gì và có ích lợi gì. Và vành bi vòng hay còn gọi là vành bạc đạn thì nó sẽ có ưu điểm gì so với vành bi hạt. Và một điều rất là đáng tiếc thì những cái xe mà sản xuất tại Nhật Bản hoặc đã qua sử dụng tại Nhật thì rất là hiếm, nếu không muốn nói là không có vành sử dụng bi vòng hay còn gọi là bạc đạn, mà chỉ có vành đời mới sản xuất tại các nhà máy chính hãng tại Đài Loan mới có thôi. Vâng, và xin cảm ơn các quý vị đã quan tâm xem video. Trong thời gian tới, xe đạp Hải Phòng còn rất là nhiều cái video giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sửa chữa, sử dụng liên quan đến xe đạp thể thao, và sẽ có rất nhiều video review các cái mẫu xe đạp thể thao mới về tại cửa hàng. Quý vị hãy ấn kết bạn trên Facebook Nick xe đạp Hải Phòng và ấn chế độ bản thân. Còn nếu quý vị đang xem trên YouTube, hãy ấn like video để ủng hộ kênh làm những video tiếp theo, và ấn đăng ký kênh để quý vị để là những người được xem những video mới nhất khi mà chúng tôi up lên kênh. Xin hẹn gặp lại và chào tạm biệt quý vị. Xin chào các anh chị em đang xem livestream của em trên Facebook. Hẹn gặp lại các anh chị sau. Xin chào ơi.